Để có biên cương luôn bình yên, cần biết bao nỗ lực, cố gắng. Để mùa xuân ở những nơi khó khăn, hẻo lánh nhất thêm ấm áp tình người, cần biết bao tình yêu thương và sự chung tay, góp sức, sẻ chia. Xuân biên phòng ấm lòng dân bản, một trong những hoạt động ý nghĩa, nhân văn sâu sắc, hướng về biên cương tổ quốc của những người lính quân hàm xanh. Để biên cương thêm vững bền và tràn ngập yêu thương. Xuân biên phòng ấm lòng dân bản năm 2024, quảng trường Tao Đàn, Chiêu Anh Các, Hà Tiên, Kiên Giang. 20 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2024, trực tiếp trên QPVN và truyền hình Kiên Giang.